chuyên gia của bạn biên tập viên phương anh kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị Tác dụng của máy cứu ngài khi mà chữa bệnh hay là hỗ trợ phòng bệnh cứu dưỡng sinh đều có thể giúp cho nhiều người không mất quá nhiều chi phí trong điều trị tại các cơ sở y học hay là trung tâm trị liệu như hiện nay. Và bản thân dược liệu ngài cứu vốn cũng là một cái loại rau có kháng sinh tự nhiên rồi, không chỉ dùng trong bữa ăn mà có thể có tác dụng như là một bài thuốc. Và thưa quý vị trong Đông y á, loài cây này được biết đến là có thể chữa trị được nhiều bệnh như là đau bụng này, đau thần kinh tọa, xương khớp và nhức mỏi vai gáy. Chính cái sự ra đời của máy cứu ngải và thuốc cứu ngải à, giúp việc chữa trị với ngải cứu trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Và ngày hôm nay thì các bạn đang muốn tìm hiểu nhiều hơn về bộ đôi sản phẩm đó là máy cứu ngải và thuốc cứu ngải thì các bạn cũng có những cái băn khoăn rằng là không biết tác dụng của ngải cứu tốt như thế nào cho người sử dụng. Vậy thì chúng tôi xin mời quý vị hãy tham gia với chúng tôi trong buổi tư vấn ngày hôm nay để có thêm cái nhìn tổng quát nhất và tôi nghĩ rằng là biết đâu bạn đã lựa chọn cho mình một sản phẩm chữa bệnh ưng ý nhất. Và tôi có chia sẻ một vài đôi điều như vậy không biết là khách mời của chương trình ngày hôm nay thì có những cái suy nghĩ nào bởi vì là ít phút nữa đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu khá nhiều về cái tác dụng chữa bệnh của dòng máy cứu ngải và thuốc cứu ngải của cánh thiện và xin mời thầy thuốc có thể chia sẻ đôi điều suy nghĩ của ông về những gì mà phương anh vừa nói từ đầu chương trình đến giờ ạ. Vâng kính chào quý vị khán giả chào biên tập viên phương anh. À. Thực sự ra phương anh nói hoàn toàn nó trùng khớp với rất nhiều suy nghĩ của mọi người. À. Tôi nghĩ rằng cái ngải cứu thì nó rất nhiều tác dụng ngoài phương anh vừa nói rồi nó có tác dụng trong uh, các cái uh, chị em mà mang thai này, lại có tính ăn thai này hay là dưỡng huyết này, rồi à. ngoài chữa các cái bệnh như là đau bụng phương anh nói rồi chữa các bệnh về đau khớp hay là các cái bệnh đau đầu, người ta hay dùng ngải cứu giá uh, uh, mấy trứng, phương à. anh chắc ăn rồi à. À. thì cũng tác dụng là chữa giảm đau đầu và làm tăng cái lưu uh, thông khí huyết, vậy rất nhiều cái công dụng như người ta nói nhiều lắm. Bây giờ ngài cứu nó giống như là một cái bài thuốc dân gian. Tức là đa phần các bà ở quê, các cái chị nội trợ cũng như các cái cháu nhỏ bây giờ cũng biết là nếu mà bị ngã đau đớn thì cứ dùng ngài cứu bó cũng cũng thế nó giảm đỡ. À. Vậy thì ngài cứu rất thông dụng cho nhân dân và cũng như là bài thuốc mà dễ áp dụng. Thì tôi nghĩ là đối với ngài cứu thì ta nói ít nhưng mà chắc ai cũng hiểu là ngài cứu là một cái vị thuốc nam dễ dùng sẵn có ở Việt Nam, sẵn có từ mọi gia đình. Nếu ừ. có ruộng, à có cái vườn hoặc có mảnh đất, thậm chí ở Hà Nội, thành phố nữa nếu ta có mấy cái thùng xốp trồng ngày cứu vẫn nên có được chứ không ừ. phải riêng ở ở cái vùng rừng núi ở vùng nông thôn nữa vậy. Vì thì tôi nghĩ ngày cứu là một cái phương thuốc rất là đa dạng, đa dễ dùng và đa tác dụng. Và như vậy là chúng ta cũng đã hiểu là cái thành phần chính của cái sản phẩm mà viên thuốc chính là ngải cứu và đi dẫn kèm với đó chính là máy cả ngải cứu và ngày hôm nay thì chúng ta đồng hành với nhãn hàng của Khánh Thiện à, và thưa quý vị khách mời của chương trình ngày hôm nay vừa chia sẻ với quý vị đó đó chính là thầy thuốc nhân dân tiến sĩ bác sĩ cao cấp Nguyễn Diên Hồng chuyên gia cao cấp về lĩnh vực châm cứu và thầy thuốc nhân dân Nguyễn Diên Hồng sẽ tham gia với chúng ta trong 30 phút tới đây và ngay từ lúc này thì quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi với chương trình của chúng tôi qua các số điện thoại đó là 0243 934 1040 và 02435 563 563. Hoặc là quý vị có thể gọi tới số hotline đó là 02253 789 789 để được tư vấn cụ thể về các sản phẩm bào chế từ ngài cứu và sản phẩm máy cứu ngài của Khánh Thiện. Và xin nhắc lại số điện thoại đó là 02253 789 789. Một giải pháp chữa bệnh theo phương pháp đông y đơn giản giúp cho ai cũng có thể là thầy thuốc của chính mình. Sáng chế máy cứu ngải và viên thuốc ngải cứu khánh thiện Chỉ bán duy nhất tại nơi nghiên cứu Số 193 Quán Nam, đường Cây Dương, quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng Quý vị thính giả có thể liên hệ theo số điện thoại 02253 789 789 Để được tư vấn và giải đáp những thắc mắc liên quan đến sáng chế này Không liên hệ theo các số điện thoại trên các trang mạng quảng cáo Tránh mua phải hàng nhái, hàng giả Vừa mất tiền, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại

cũng xin chia sẻ thêm với quý vị và các bạn để ra được cái sản phẩm máy cứu ngải cánh thiện như hiện nay ạ thì công ty đã phải mất khoảng 20 năm nghiên cứu với nhiều lần thử nghiệm và liên tục được cải tiến để làm sao mà tạo ra một cái sản phẩm gọn nhẹ hơn an toàn hơn và dễ dàng sử dụng giúp người bệnh có thể tự thực hiện chữa bệnh tại nhà và được các cơ quan quản lý nhà nước công nhận cấp phép và đăng ký sở hữu trí tuệ rồi và thưa quý vị phương pháp cứu ngải hay là nhiều người vẫn hay gọi là phương pháp sông hơi bằng ngải cứu là một trong những cái phương pháp mà trị liệu điều trị bệnh hiệu quả có từ lâu đời của đông y cứu chứ là chúng ta dùng sức nóng để tác động vào huyệt vị hay là đường kinh ạ và cứu trong cái thời gian dài hay là thời gian ngắn ấm nóng hay là như thế nào thì thuộc vào tình trạng bệnh của mỗi người và xin được hỏi thầy thuốc nhân dân nguyễn Dân hồng là tác dụng chính của phương pháp cứu ngải này là gì ạ thưa thầy thuốc Ừ. như ta đã biết là từ xa xưa người ta đã làm rồi bây giờ đâu à. các cụ ngày xưa đã dùng cái cứu để trục hàn tức là khi bị cảm lạnh thì người ta có thể đánh gió bằng ngày cứu à. tự như là dùng ngày cứu này với rượu này với hành dụ vậy ta sao lên rồi ta cho vào cái khăn xô người ta đánh dọc cuộc sống hoặc là cái vùng thái dương hoặc cái vùng đằng sâu gáy tức là cái phòng trì đó à. rồi gan bàn chân gan bằng tay nhưng sữa đã làm rồi chẳng qua ta bây giờ thì thấy phương pháp hiện đại hơn ta dùng máy rồi ta dùng các cái phương pháp khác chứ ngày xưa thì dân gian ta làm rất là dễ và tôi cũng cũng là một người đã bị cảm từ nhỏ cũng bị bố mẹ cũng dùng cái ngải cứu đó sao với rượu rồi là gừng rồi cộng với hành nữa thì cả tóc rối nữa không biết tóc rối tác dụng gì tôi thấy các cụ ngày xưa cho cả tóc rối vào nữa thì ta chờm nóng thì ta thấy là đỡ và hai cũng cảm thấy bệnh nhẹ hẳn đi và tôi là người đã được bố mẹ đã làm cho tôi từ hồi nhỏ vậy thì ngày cứu thì như các vị đã biết nó đa tác dụng nhưng tôi phải nói rằng này tác dụng nhất của nó mà chúng ta thường gặp đó là giảm cái cơn đau thứ hai là có tác dụng bổ huyết thứ ba là nó tăng cái khả năng mà uh, miễn dịch cơ thể thứ bốn này là có tác dụng cho hạ sốt giảm đau rất nhiều lắm vì vậy mà trong các đau đớn nhất là các bệnh khớp thay đổi các mùa ví dụ như là hôm nay mưa rất to nhưng ngày mai nắng to thì các cái khớp hay là các cái uh, cơ bị mỏi hoặc là khớp bị đau là do cái thời tiết nó thay đổi đột ngột cơ thể không phản ứng kịp cái thích nghi với cái, cái môi trường bên ngoài ừ. vì vậy nó sinh ra cái là kinh mạch hay là cái khí huyết như thông nó không ổn định nó tắt vậy ta dùng ngày cứu ta chườm nóng ở vùng đó thì nó cũng làm cho ni thông khí huyết thì cũng giảm đau được hoặc là ta cứu các cái huyệt chung quanh các cái chỗ đau mà sách uh, trong cái máy ngải cứu bán thì ừ. nó có cái sách các huyệt vị, vị thì ta cứu huyệt đó cũng dễ chịu và tôi biết hiện bây giờ thì ngải cứu thông dụng mức độ là người ta có thể là ăn thỉnh thoảng là bữa nở vẫn dùng ừ. ngải cứu và trứng vịt độ ngải cứu rồi là đầu ếch đầu ếch đủ loại cũng có dùng ngải cứu vì vậy mà ngải cứu và cái vị thuốc nam thông thường mà được dân ưa chuộng và nó cũng có tác dụng chữa bệnh tức là làm giảm cái chứng đau giật đầu khớp làm giảm cái chứng đau đầu, làm giảm cái uh, uh, bệnh mà viêm nhiễm, nhất là các cái cơn sốt, hạ sốt cũng rất tốt vâng như vậy là chính uh, thầy thuốc uh, đã nói nhiều về cái uh, phương pháp cứu ngải từ ngày xưa được. như thế nào và hiện nay thì chúng ta đã có máy để uh, hỗ trợ chúng ta chữa bệnh bằng phương pháp ngải cứu và cái phương pháp ngải cứu này thì chủ yếu là chúng ta sử dụng cái hơi nóng là chính chứ không phải giờ dùng lạnh để chữa bệnh uh, và cái cái việc mà chúng ta phòng bệnh chữa bệnh thì hoàn toàn có thể sử dụng ngoại cứu được bởi vì như chúng tôi đã nói là ngải cứu là một trong những cái dược liệu có cái kháng sinh tự nhiên rất là tốt và được uh, cha ông ta đã nghiên cứu từ xa xưa đến nay để làm sao mà cái phương pháp này nó tồn tại đến bây giờ. Tại vì là ngải cứu thì là thuốc rồi thế nhưng mà hiện nay chúng ta lại có máy hỗ trợ, máy sông hơi và sử dụng thuốc ngải cứu do vậy là chúng ta có tên là máy cứu ngải. Máy cứu ngải thì cái dòng máy ngang của Khánh Thiện thì hiện nay tôi biết rằng là khá nhiều người đã tin tưởng để sử dụng cái sản phẩm này. Bây giờ thì chúng tôi muốn mời quý vị cùng nghe một vài ý kiến của các vị thính giả xem rằng là cái dòng máy mà chúng tôi cũng thường tư vấn ở trong những cái buổi tư vấn về Đông Y xem là họ nhận xét như thế nào với riêng dòng máy của Khánh Thiện nhé. Máy thuốc này dùng tốt, đấy. dễ dùng, mệt mỏi thần kinh, những mỏi cơ, đau ê e, ẩm nửa người. Bây giờ dùng một ngày hai lần, tác dụng lưu thông máu tốt, đỡ nhức mỏi, nó có tác dụng ổn định thần kinh, dây chịu kết quả tốt. Tôi mới cứu được khoảng hơn một tháng thôi tôi thấy nó hiệu quả rất là tốt. Đúng với máy ở 193 ở Kinh Dương, Lịch Hải Phòng cơ. Và đấy là chi nhánh cháu thấy cái máy cứu hỏa chữa được rất nhiều bệnh từ người già đến trẻ con. Cháu ở Hà Nội thì mua cái máy cứu hỏa này dễ mua. Cứu hỏa thanh thiện, tê chân tay khoảng một tháng đã chuyển biến được bệnh tám chín mươi phần trăm. Đau lưng, tê mỏi vai gáy, đau nhức xương khớp người ta cũng có chuyển biến nhiều hiệu quả kết hợp cùng với uống các thuốc bên trong khỏi bệnh tám chín mươi phần trăm. sử dụng cho các phải kiên trì tin tưởng hiệu quả. Vâng <laughs> ạ vừa rồi là những cái ý kiến của những cái người khách hàng mà đã sử dụng cái dòng máy cứu ngải của khánh thiện để hỗ trợ mình chữa bệnh và máy sông ngải máy cứu ngải chính là một cái thiết bị mà hỗ trợ sông hơi ngải cứu đơn giản nhỏ gọn thôi nhưng mà lại điều trị rất là hiệu quả như quý vị đã nghe những cái kiến nhận xét như vậy à, ở đây chúng tôi muốn thầy thuốc nhân dân chia sẻ một chút rằng là khi mà có máy á, thì cái phương pháp cứu ngải truyền thống kia chúng ta còn có sử dụng được hay không và khi mà có máy này thì cái có có thể là cái hiệu quả trị bệnh sẽ tốt hơn là chúng ta dùng tay chưa ạ đúng chắc chắn như vậy phương anh ạ. tại vì thế này tôi nói rằng trước kia chúng ta chưa có cái máy thì ta dùng cứu ngải cổ điển tức là về cái yếu giống như yếu thuốc lá người ta cứu thì tôi đã nói rất nhiều lần đó là nó vừa cái không hiệu quả ở chỗ này không ai cầm nghi ngải cứu mà hơ suốt cái việt vị, vị vậy được cả nó vừa mỏi tay mà hai rất nhiều người phụ trợ mới làm được cái đó nó cũng là cái thực tế thứ hai là ảnh hưởng đến môi trường sống nhất là trong phòng kín thì chúng ta biết là nó khói rồi nó bụi vì vậy là người ta cũng hạn chế đó bây giờ hầu như ta không cứu ai cái chuyện đó nữa vì là nó gây ra mất cái cái, cái, cái cái ảnh hưởng đến môi trường sống ừ. xung quanh nhất là về cái môi trường về khói khói độc ừ. hại. Thế thì bây giờ thực sự là tôi rất cảm ơn cái phát minh của nhà phát minh Phạm bị trận là tôi nghĩ là một nước y có tâm. Vì tôi biết là cô ấy rất là hào hứng và cũng rất là có tâm viết để cải tiến cái phương pháp y cổ truyền có một cái nền khoa học hiện đại hơn một tí thế không phải hiện đại hoàn toàn nhưng mà hiện đại hơn rồi. chứ là người xưa ta dùng tay cứu bây giờ ta dùng máy, thì đó cũng là cái bước tiến rất là đáng ghi nhận yeah. đối với đương y phải bị chấn. thì tôi không có phải là ca ngợi mà tôi nói là đấy là đáng đáng ghi nhận ở những người mà đương y không được đào tạo cơ bản về máy móc, cũng không đào tạo cơ bản về cái học thuyết gì cả mà tự mầy mò sáng tạo ra để sao giúp cho người thầy thuốc cũng như là bà con cô bác sử dụng dễ hơn đối với máy cứu này thì tôi quan điểm thế này cái máy cứu ngải thực sự ra nó là cái công cụ mà dễ sử dụng thứ nhất là nó gọi thầy thuốc gia đình là tự ta điều trị ta nấy được đấy là cái đầu tiên tôi ghi nhận thứ hai là nếu mấy, mấy cái ngải tốt mà không có cái viên cứu ngải thì nó cũng không tác dụng mà viên cứu ngải nó phải có đảm bảo được cái chất lượng đó là gồm ngải cứu rồi các cái bạc hà rồi đinh hương rồi là các cái chất phụ da nóng để làm sao nó tăng cái, cái hiệu quả của nóng lên khi anh cái hơi nóng đã nóng rồi nhưng mà tăng hiệu quả lên dụ sinh gương nó có năng ý nữa thì nó làm cho cái trục hàn tức là hàn là lạnh anh bị bệnh là do hàn khí là chính vậy anh cứu là anh đuổi cái hàn ra ngoài anh trừ cái hàn ra ngoài vậy thì cái hơi nóng nó phải tăng tác dụng lên không phải hơi nóng của cơ cơ học nữa mà hơi nóng cộng lại cộng hưởng của cả cái các cái vị thuốc mà sinh ra cái hơi nóng đó ví dụ như gừng bạc hà hay là quế chi hoặc là cải cứu thì nó tăng tác dụng gấp mấy lần bội phần vì vậy mà nó mới tác dụng nhanh và tốt như vậy được vậy mấy kiếm ngài thì tôi nghĩ là nếu có điều kiện thì ta nên dùng ở chỗ này à chúng ta vừa tác dụng này chúng ta không làm phiền ai cả muốn cứu chỗ nào thì ta cứu chỗ nào mà đau đớn thì ta cứu ở chỗ nào mà dễ dùng ta dùng còn nếu chúng ta không có mấy kiếm ngài thì ta phải nhờ con cháu là hơ ở sau lưng cho bà một tí hay cho bác một tí rồi hơ ở chỗ này chỗ nọ thì thực sự ra cũng ngại chạy cái nửa đêm hoặc là lúc mà à. đi vắng hết con cháu đi vắng hết mình nhà mình ấy bó tay hàng hay sao như à. vậy mà cái máy cứu ngải mặc dù đối với chúng ta thì nhiều người cho là nó khó khăn kinh tế tí nhưng mà đối đối về sức khỏe thì nó lại rất là có cái cái, cái, cái gọi là cái hiệu quả mà hiệu hại quả đó. cũng như vâng. là tiết kiệm về vâng. về tiền bạc chúng ta đi, đi bệnh viện mà chữa bệnh tôi biết rồi là không 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 nói về tiền nong nhiều nhưng mà chúng phải có số tiền tương đối còn ừ. chúng ta coi máy cứu này khoảng 3 triệu ta dùng không bản thân cho ta nữa mà dùng cho Chưa những người xung người. quanh nhất là các bạn già các cái tới các bạn già có đúng các bác về già rồi thì có nghĩa là dùng cho câu lạc bộ đúng không? chữa bệnh như nhau tuyên truyền rồi chữa bệnh rồi là thành gắn kết tình cảm với nhau được ừ. vì vậy mà trong cứu bài thì tôi dùng rất nhiều lần và tôi dùng đến bây giờ vẫn đang dùng thì nó tác dụng rất hay đó là gì nó thông kinh hoạt nạc ta biết là khi bệnh tật mà xảy ra dụ như hàn khí xâm nhập vào ta biết kinh là nó giống như là một con mương ta hình dung như vậy con mương ở đồng á nước chảy đều đặn thế là thông kinh hoạt nạc nó tốt khi mà đất nó sạt xuống do mưa đất nó sạt xuống nó tắc lại một bên nước đầy lên một bên nước vơi đi thì nó gọi là tắc tắc thì lúc ý giống như cơ thể ra kinh mạch nó tắc thì nó gây đau đớn nếu ở con mương nó bị tắc thì nó không dẫn nước được một bên cạn một bên nước đầy vậy thì muốn khơi thông cái con mương này thì ta phải khơi thông chỗ tắc đi thì cũng giống như là ở cái cái máy cứu ngải này thì khi mà bệnh tật xảy ra là chỗ khí huyết nó tắc thì ta cứu ở đó thì nó lưu thông khí huyết thì làm cho khí huyết lưu thông thì hết đau tức là thống thì bắt thông mà thông thì bắt thống ừ. tức là nếu thông rồi thì hết đau mà không thông thì còn đau ừ. vậy mà cái nguyên tắc của cái cứu ngải đó là gì ạ là thông kinh hoạt nạc và hành khí hoạt huyết thì tôi nghĩ là nếu các vị mà tìm hiểu cái chương trình này cũng như là đọc cái máy cứu ngải thì tôi nghĩ là nó tác dụng vô cùng tốt đối với những phòng bệnh và chữa bệnh và hôm nay tôi nói về chữa bệnh rồi tôi nói phòng bệnh thì tôi nghĩ thế này ở riêng phòng bệnh thì chúng ta không nhất thiết phải có bệnh mới đi dùng mấy thuốc này mà bản thân mọi người cũng biết là trên thế giới tổng kết các cụ bà sống trên 130 tuổi trên 100 tuổi ở vùng nước cao thì người ta có thể là ta ấn hoặc là dây cái huyệt hoặc là cứu cái huyệt túc tâm lý và ăn một quả chuối hoặc là một cái thực phẩm sạch thì sống rất, rất là dài rất là lâu vậy thì chúng ta không cớ gì mà không dùng mấy cái ngài để làm sao mà tăng cường cái cái sức đề kháng cơ thể để kéo dài tuổi thọ và làm cho tỳ tỳ huyết lưu thông và kiện tỳ và thận tốt được. Ví dụ à, buổi tối các anh chị có thể cứu các bác có thể cứu huyệt dũng tuyển ra bàn chân cộng huyệt túc tam lý thậm chí nếu cứu được cả huyệt thiên khu nữa thì ta kiện tỳ ôn ôn trương ừ. ích khí và dưới ta dùng huyết túc tam lý thì kiện tỳ trừ thấp khỏe quá ăn được ngủ được và dưới huyệt dũng tuyển thì bổ thận thì làm ta minh mẫn và sư khớp con đâu nữa vậy cái phòng bệnh của ta ba cái việc tôi nói là dũng tuyền túc đam lý và thiên khu thì quá tuyệt vời ta chỉ cần buổi tối ta hơ khoảng năm ừ. 10 phút thì cũng là làm cho chúng ta có cái phòng bệnh tốt và sức khỏe tốt hơn Thế là tôi nói như à, vậy. Như vậy là nếu mà chúng ta được lựa chọn là dùng phương pháp truyền thống hay là phương pháp là chúng ta đã có máy hỗ trợ thì không hiểu các bạn sẽ lựa chọn thế nào nhưng mà bản thân tôi nếu mà lựa chọn thì chúng ta sẽ phải tận dụng những cái lợi thế từ phương pháp hiện đại là có máy hỗ trợ. Chúng ta dùng thuốc của đông y truyền thống nhưng mà chúng ta có máy hỗ trợ thì bao giờ nó cũng có nhiều hiệu quả hơn như thầy thuốc vừa giờ phân tích những cái lợi cái hại khi mà chúng ta dùng tay thì có những cái việc mà ô nhiễm môi trường này có cái khả năng là chúng ta có bị thể bị bỏng và cái hơi thuốc nó bay lên quá nhanh như vậy là cái bệnh của chúng ta sẽ lâu khỏi hơn bây giờ chúng ta lại có máy hỗ trợ thì cái việc mà nó nó cái việc đó chữa bệnh ở trong một cái liệu trình chúng ta bệnh thì nó quá là hiệu quả quá là đơn giản vậy thì cái việc lựa chọn như thế nào lại phụ thuộc hoàn toàn vào quý vị nó cũng không quá đắt đối với một sản phẩm đâu tại vì chúng ta sẽ sử dụng dài lâu dài hàng chục năm ấy lại dùng cho những người thân nữa do vậy tôi nghĩ một sản phẩm như thế này mà phải sản phẩm chính hãng nha quý vị thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng để sử dụng và tôi nghĩ rằng là quý vị hãy nhanh tay gọi số điện thoại là 022-53-789-789 để được tư vấn kỹ hơn về dòng sản phẩm này với những chế độ khuyến mãi rất là ưu đãi nhé. Bây giờ chúng tôi sẽ dành câu hỏi đầu tiên cho vị thính giả xem là thính giả có mong muốn được chia sẻ điều gì với chương trình của chúng ta. Alo. Alo ạ. Alo. Vâng, xin mời thính giả có thể trao đổi câu hỏi của mình ạ. À tôi xin lỗi, tôi năm nay là 72 tuổi. Vâng. Vâng. Và tôi muốn hỏi xem um, cái um, tôi xin yeah. lỗi tôi phải đeo kính không không nhìn thấy vâng và, vâng tôi um, muốn hỏi anh tôi bây giờ là tôi bị um, đau vai gái đau vâng. khổ và, và nói chung là rất khó chịu vâng. um, buồn mỏi về vấn đề xương khớp vâng nói như là cái cắn, Đang. rất hay bị uh, trượt rút về ban đêm tình trạng là uh, mất ngủ tăng lên nhờ uh, các thầy uh, tư vấn giúp tôi vậy ạ. Vâng, à, tôi nghe rõ câu hỏi của bác rồi. ở Trước hết uh, bác vừa nói triệu chứng của bác thì ở cái tuổi như bác thì Đang. thường là bị thái cuộc sống thậm chí Đang. là thoát vị đệm ở cổ. Thì uh, bác muốn xác định những cái này nó nặng hay nhẹ thì bác uh, trước hết bác nên bệnh viện Tây Y chụp một cái đi, uh, cộng bằng từ xem đốt sống cổ mình thoát vị bao đốt hoặc là thoát mức độ nào để mình biết bệnh tật mình mình chữa đấy là đầu tiên Vậy. thứ hai chúng ta không có điều kiện nữa thì các kết hợp giữa chăm cứu với cứu ngài thì quá tốt vì cái này ở viện chăm cứu làm rất nhiều và cũng đỡ rất nhiều cái triệu chứng của bác là đau mỏi cổ cộng với đâu vai gáy và tê tay đúng không ạ nhiều khi nó bứt rứt như là uh, kim châm hoặc kiếm bò từ đó thì đó là tê tay là chính vậy thì chúng ta có thể là dùng máy cái ngải ta cứu dọc cái cơ thang cái cơ cổ đó xuống bả vai xuống dọc cái đường đi của cái cái, kinh đại trường dụ như khúc trì kim ngung hợp cấp trong máy cái ngải đã ghi rõ rồi thì nó cũng rất tốt cho bác tại vì khi mà bị đốt sống cổ thoái hóa hoặc là thoát vị thì nó co cứng cơ cổ này chứ đấy là cơ học ấy. thì khi ta cứu thì nóng nở ra lạnh co lại nóng thì nó nở ra thì cơ cổ nó bềm ra thì nó làm cho không chèn ép dành kinh nó không gây tê bì nữa mà không gây mỏi vai nữa thứ hai khi có thoái hóa cuộc sống hoặc là thoát vị điện thì nó mà do cái động mạch cảnh bó hẹp lại thiếu máu não nó gây bất ngủ vậy khi ta cứu thì nó làm cho mềm ra thì động mạch cảnh cũng không bị chèn ép ít nhiều ít bị chèn ép thì lưu lượng máu não nó tốt hơn và bác sẽ ngủ tốt hơn vì vậy mà nếu mấy cái ngày đối với trường của bác thì tôi nghĩ là phát huy được tốt và bác nên mua máy sử dụng là tốt vâng ạ À, bạn đã nghe rõ những cái uh, lời chia sẻ của thầy thuốc chưa ạ vâng tôi cảm ơn tôi dạ. nghe rất tốt rồi ạ dạ. nhưng mà bây giờ tôi muốn hỏi xem là cái 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 phương thức là như thế thì là mua máy dạ. là ở đâu à? ạ dạ. vâng đây là nhân tiện trên đây thì chúng tôi có thể giới thiệu với bác rằng là nếu mà bác ở khu vực hà nội ạ à, thì bác có thể ghé qua 123 minh khai quận hai bà trưng hà nội để bác có thể tham khảo những cái dòng sản phẩm và thuốc ở đó còn nếu mà bác ở những cái khu vực quanh bắc bộ ạ à, quanh miền bắc này thì bác có thể ghé qua số chỗ Uhm, đường Kinh Dương quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng số 193, đường Kinh Dương quận Lê Trân, thành phố Hải Phòng đó là cái trụ sở chính của doanh nghiệp Khánh Thiện bác nhé. Và có có yeah. những uh, tham khảo ở đó và có thể trải nghiệm một vài những buổi tư vấn miễn phí trừ sử dụng sản phẩm miễn phí để xem rằng là cái hiệu quả chữa bệnh của mình nó có đúng như những gì mà sản phẩm mang lại và những cái gì mà doanh nghiệp mà quảng cáo hay không bác nhé. Và đúng ngoài đúng ra không? thì trước khi đến thì bác có thể gọi qua số điện thoại đó là 02253 789-789. Vâng, bác gọi đến đấy thì nhân viên sẽ hướng dẫn cho bác kỹ hơn về quy trình đến mua máy và sử dụng những cái dịch vụ của doanh nghiệp bác ạ. Vâng ạ. Vâng. Ch xin lỗi, cô đọc lại cho tôi cái số vâng, điện thoại. Vâng, bác ghi nha, cháu đọc chậm thôi ạ. 02253. Rồi ạ. 789-789 ạ. Được rồi ạ. Vâng ạ, cảm ơn bác đã gọi điện. Vâng cảm ơn bác đã gọi tới chương trình và có nghe chương trình của chúng tôi thưa quý vị như chúng tôi đã nói rằng là máy cứu ngải khánh thiện hay là bất cứ một cái dòng sản phẩm nào mà về đông y thì thường là thích hợp cho những cái người mà muốn được sử dụng những phương pháp cổ truyền còn những cái sản phẩm mới như là dòng máy cứu ngải khánh thiện mới mặc dù là dòng sản phẩm mới nhưng mà cũng ra mắt cũng khá lâu rồi thì tôi nghĩ rằng là những người trẻ thì họ lại ít quan tâm hơn. thì ngày hôm nay thì tôi nghĩ rằng là khi mà quý vị nào mà nghe thì cũng có thể là chia sẻ với những cái bạn trẻ về phương pháp cứu ngải truyền thống. đôi khi những cái sản phẩm này nó có thể là mất một chút thời gian sự kiên trì bền bỉ nhưng mà nó bao giờ cũng an toàn và lành tính hơn những cái sản phẩm mà chúng ta quá lạm dụng những dòng thuốc tây nó có những cái tác dụng phụ không mong muốn và ngày hôm nay thì chúng tôi có giới thiệu với quý vị một cái chương trình ưu đãi rất là hấp dẫn của doanh nghiệp Khánh Thiện uh, tri ân khách hàng với những cái uh, tiện những cái sản phẩm và những cái uh, tri ân về uh, miễn phí vận chuyển về uh, tặng quà và cái chương trình này chỉ kéo dài từ bây giờ đến hết tháng 8 mà thôi. Và bây giờ mời quý vị cùng nghe những cái thông tin về chương trình khuyến mãi hấp dẫn này nhé khách hàng mua chọn bộ sản phẩm máy điện túi vải gồm máy cứu ngày một hộp thuốc viên và một hộp bột ngày cứu được tặng hai hộp trà nhân sâm bổ phế hai hộp hương ngày cứu và miễn phí vận chuyển khách hàng mua chọn bộ sản phẩm máy pin hộp gỗ gồm máy cứu ngày một hộp thuốc viên và một hộp bột ngày cứu được tặng một hộp trà nhân sâm bổ phế một hộp hương ngày cứu và miễn phí vận chuyển Khách hàng mua chọn bộ sản phẩm máy điện hộp gỗ gồm máy cứu ngày, một hộp thuốc viên và một hộp bột ngày cứu, được tặng một hộp trà nhân sâm bổ phế, một hộp hương ngày cứu và miễn phí vận chuyển. Khách hàng mua 5 hộp thuốc viên được tặng một hộp trà nhân sâm bổ phế và miễn phí vận chuyển. Khách hàng mua 5 hộp trà nhân sâm bổ phế được tặng một hộp hương. Khách hàng mua 5 hộp hương được tặng một hộp trà nhân sâm bổ phế trị giá 125.000 đồng. Đặc biệt, khách hàng mua 2 bộ máy hoặc các sản phẩm tương đương trị giá 8 triệu đồng được tặng 1 hộp thuốc viên, 1 trà nhân sâm bổ phế, 1 hương ngải cứu Khánh Thiện trị giá 700.000 đồng. Vâng, quý vị vừa nghe cái chương trình trị ân khách hàng và ưu đãi cho những khách hàng nào mà quan tâm mua những sản phẩm của Khánh Thiện. Ngoài ra Khánh Thiện có những sản phẩm độc quyền như là máy cứu ngải thuốc cứu ngải này, bột cứu ngải này, trà nhân sâm này, rồi có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Minh Châu Star rất là nhiều những cái sản phẩm mà dành cho trẻ nhỏ nữa. Quý vị có thể tra cứu vào trang web đó là dược thảo, đó là máy cứu ngải.com.vn để chúng ta có thể là xem rõ hơn về hình ảnh sản phẩm. À, ngoài ra thì à, quý vị hãy nhanh tay gọi tới số điện thoại đó là 02 0243-7289-789 để có tư vấn kỹ hơn về các sản phẩm và hưởng chương trình khuyến mãi nhé. Quay trở lại chương trình thì chúng ta đang bàn về tác dụng của máy cứu ngải và thuốc ngải cứu của Khánh Thiện. À, nhiều người có hỏi rằng là chúng ta nói về phương pháp na truyền thống thì rõ ràng là cái thời gian này, rồi chúng ta phải am hiểu một chút về kinh mạch. thì à, liệu cái phương pháp này chữa có khỏi bệnh hay không, hay là chúng ta chỉ giúp bệnh thuyên giảm à, trong một thời gian thôi và khi mà chúng ta ngừng thì đôi khi bệnh lại tái phát và như vậy là chúng ta cứ phải lặp lại cái quy trình như vậy. thì à, xin thầy thuốc có thể chia sẻ một chút rằng là với phương pháp cứu ngải này thì cái hiệu quả chữa bệnh nó là như thế nào? Vâng, xin mời thầy thuốc ạ. Ờ, như Phương Anh nói là đúng có khỏi không hoặc là có ừ. phải dùng nhiều lần tái phát. Thì tôi nghĩ thế này, nó khỏi trong trường hợp đúng bệnh nó. Ví dụ ừ. bệnh phong hàn, tôi chắc chắn là khỏi. Đã trục phong, tán hàn là hết. Ví dụ như là bị cảm lạnh hoặc bị đau đầu do cảm lạnh, do phong hàn gây ừ. ra, đau bằng sâu gáy rồi là đau bụng do hàn. Thì chúng ta có thể cứu các cái huyệt phong trì thiên khu nó hết. Thế đó là đơn giản vì nếu mà hàn mà chụp Trục hàn bằng ôn cho là cứu thì nó từ xưa đã làm rồi chẳng bây giờ đâu thế còn các cái bệnh khác thì ta biết là ta kết hợp nó để cứu để chữa bệnh song song với các cái phương pháp khác truyền thống thì nó hỗ trợ rất tốt và nó làm cho bệnh thuyên giảm đi thuyên giảm rồi chúng ta vận động chúng ta có sức, sức khỏe tốt nên thì nó sẽ hạn chế cái bệnh tái phát lại đấy là tôi nói rất thật thứ hai thì qua đây tôi cũng muốn nói thật trong chia sẻ các vị khán giả này chúng ta nhớ là phòng bệnh hơn chữa bệnh những chị em hôm nay tôi gặp rất nhiều sáng nay tôi chữa mấy ca đó là những chị em rất trẻ khoảng tầm 30, 40 trở lại thôi bị thoái sông cổ và có người đã thoát vị thậm chí là thoái sông thoát vị ống sông cổ nó gây chèn ép tay tê đau kinh khủng và đã uống thuốc giảm đau rất nhiều mà gây ra bệnh dạ dày và đến tôi tôi nói là cái đó là phi khoa học tại vì nó chỉ cắt cơn đau thôi, còn xong khi hết các cái đầu lại uống thuốc tiếp thì nó ảnh hưởng dạ dày. Và thực sự ra thì bây giờ cái tuổi từ 30 đến 40 là cái tuổi đang sung sức trong công việc hàng ngày thì chúng tôi khuyên rằng chị em có hai phương pháp để chống được cái bệnh thoái sống cổ và bệnh tê bì chân tay. Đó là uh, làm việc thì phải khoa học một tí. Ta làm việc uh, vi tính chủ yếu là cái văn phòng là chính thôi. Thì hoặc là nhiều em nhiều chị em mà không phải làm bên phòng mà lại nai sim trực tiếp à. ta ngồi bán cái máy về điện thoại hoặc cái máy nai sim bằng tiếng hồ và vài ba tiếng thậm chí cả ngày ngồi trên ý thì nó cũng gây cái động, động tác là co cứng cổ tức là nhìn màn hình suốt không những dậy chi cả thì cái điều này tôi cũng khuyên rằng là chúng ta muốn nói gì nói ta nai sim hoặc ta làm vi tính thì một tiếng đồng hồ tiếng dậy vươn vai đi lại núp ta làm tiếp thì nó có tác dụng là đốt sống cổ nó được vận động thứ hai là nó đỡ hại mắt thứ ba là nó không bỏi cơ thì nó chống được cái bệnh thoái hóa cổ và thoát vị để cả lưng cũng bị đúng không ạ ừ. vậy thì hôm nay tôi chia sẻ với các bạn là những cái bạn mà tuổi trẻ thế bị thì tốt nhất mới bị thì nên khám chữa và châm cứu cộng với cứu thì rất tốt tôi hôm nay là ba bốn ca sáng nay thì rất hiệu quả có những người nhân viên làm khách sạn về vi tính cũng thế nên chữa khỏi rồi thế thấy rất thứ hai đối với người có tuổi rồi ngoài cái bệnh đã sống cổ, lưng ra do bệnh lý ở người già thì không tránh được cái thoái gọi thoái ác cuộc sống cái cổ và lưng nữa thì người ta có cái thuốc ngâm chân ngày cứu ngâm chân thì ta ngâm buổi tối cộng với cho mấy hạt muối cộng nát đường vào rất tốt ngủ được vì ở bàn chân có việc dũng tuyền là việc đầu tiên kinh thận nó làm cho thận tốt thì não thông minh thận tốt thì xương khớp đỡ đau vì thận chủ cốt cốt sinh tỷ tủy, tủy sinh não nếu thận tốt thì não cũng thông minh và hai là xương không bị đau đớn nữa hoặc là giảm đi vì vậy mà đối với những người cao tuổi thì ngâm chân cộng với chờ ngoài cứu hoặc cứu các cái việt vị tôi vừa nói túc tam bí dũng tuyền hay thiên khu còn những người trẻ thì nên xoa bóp hoặc là chờ nóng mà ngày cứu hoặc là dùng máy cứu ngải ta cứu nếu dùng máy cứu ngải hay nhất tại vì chúng ta khu ở sau cột sống cổ này là sống lưng là tức làm máy không thì ai cả thì cũng là rất tốt nên các ừ. bạn nên trang bị các 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 bạn nên trang bị một cái dụng cụ để ừ. phòng bệnh và chữa bệnh cho bản thân mình cứ nghĩ như vậy và như vậy là nói chung là các bạn trẻ thì bây giờ cũng nên chúng ta hướng tới cái phương pháp chữa bệnh đông y nó an toàn à, trong cái những cái mùa nắng nóng hoặc là những cái mùa giai đoạn chuyển mùa tôi nghĩ rằng là một cái cốc trà nhân sâm bổ phế cũng là giúp cô quý vị à, có thể là vừa là sảng khoái tinh thần vừa có thể hỗ trợ chúng ta phòng những cái bệnh tác nhân ở bên ngoài gây bệnh về đường hô hấp hoặc là quý vị có thể sử dụng cái bột ngải cứu của khánh thiện tôi nghĩ là rất là hiệu quả vừa chúng ta có thể ngâm chân này rồi là có thể là trường được cái sản phẩm này có thể trương được vàng tắm cũng được tôi nghĩ rằng đấy. những cái mùa này thì ngoài những cái người cao tuổi sử dụng rất là hiệu quả thì các bạn trẻ cũng có thể sử dụng những cái sản phẩm và đặc biệt là của Khánh Thiện đồng hành với chương trình tư vấn sức khỏe đông y của chúng tôi vào chiều thứ hai tuần thứ hai của hàng tháng quý vị nhớ cái thời điểm đấy để quý vị có thể nghe những cái vị khách mời của tôi chia sẻ về công dụng nhiều hơn của những cái sản phẩm máy cứu ngải của Khánh Thiện và ngày hôm nay thưa quý vị tới thời điểm này thì chương trình chuyên gia của bạn cũng đã đến phút cuối rồi và Phương Anh xin được cảm ơn thầy thuốc nhân dân tiến sĩ bác sĩ cao cấp chuyên gia cơm, cao cấp châm cứu Nguyễn Xuân Hồng đã có những cái chia sẻ rất là hữu ích cho quý vị à, nghe đài và xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình chuyên gia của bạn chiều nay. Bác xin chào quý vị giả và chào biên tập viên Phương Anh.